chào tất cả quý vị, quý bà con nhé. Hôm nay em đang đứng trước con đường liên xã, một cái con đường khu dân cư kinh doanh buôn bán rất là nhộn nhịp nhé quý vị. Đây. Đây, và cái hướng chúng ta đi vào phía trong này là xã Gia Hờ La, và chúng ta có thể đi ra huyện Chư Bờ Rông như vị. Đấy, một cung đường rất là đẹp. Và hướng chúng ta đây là chúng ta đi đến trung tâm xã Gia Co và ra thị trấn huyện Chư Sê là cỡ khoảng 15 cây số như vị nhé. Khu kinh doanh buôn bán rất là sầm uất, và đi lại một xíu là cây xăng. Và cách trung tâm xã chờ trường học thì bán kính cỡ khoảng 1 cây số như vị. Và mảnh đất hôm nay em giới thiệu là có một cái ngôi nhà rất là khang trang và có 3 mặt tiền đường. Thì mảnh đất của chúng ta là có tiếp giáp là đến ngay cái cột này này, và nhà hàng xóm của chúng ta bên cạnh nhé. Và sang đến phía bên này là 6,5 m nhé quý vị. Và đất của chúng ta thực tế thì trong sổ là 6 m, nhưng mà thực tế là 6,5 m. Đấy, có chiều sâu là 68 m, và có cái hướng chính tây nhé quý vị. Mảnh đất của chúng ta thì rất là giá trị vì mảnh đất nó có 3 mặt tiền đường và có một cái ngôi nhà rất là đẹp này quý vị nhé. Đấy, đã có mái vòm đầy đủ hết rồi. Ở phía bên này thì gia chủ để một cái đường luồng để chúng ta có thể là cho xe máy đi vào nhé. Đây là phòng khách của chúng ta. Thì gia chủ làm cái ngôi nhà này thì nhìn cũng rất là đẹp quý vị. Có la phông đầy đủ hết rồi, và cũng đầy đủ tiện nghi. Những cái vật dụng này thì gia chủ sẽ mang đi. Nếu quý vị nào muốn có nhu cầu để lại thì hãy thương lượng với gia chủ nhé quý vị. Và phía trong ngôi nhà này thì chúng ta là có 2 phòng ngủ. Đấy, 2 phòng ngủ nhé quý vị nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai. Ở phía dưới này là phòng bếp của gia đình. Hiện tại thì ngôi nhà này thì đã có bồn nước, máy bơm, giếng, điện đầy đủ hết cho chúng ta rồi. Ở phía dưới này thì nhà tắm và nhà vệ sinh của gia đình nhé quý vị. Ở vào ngôi nhà này thì mình nhìn thấy nó cũng rất là sạch sẽ nhé quý vị nhé, và rất là đẹp. Ở phía sau này là gia chủ thiết kế một cái điểm để chăn nuôi. Đấy, và mảnh đất của chúng ta thì có thể là phân làm 2 lô nhé quý vị, một lô trước và lô sau. Do gia chủ là cùng bố mẹ thì ngoài quê thì già yếu, nên là đành bán cái ngôi nhà thân thương của gia đình để về quê chăm sóc bố mẹ như vị. Gia chủ mong muốn bán với cái giá là 890 triệu đồng. Sổ sách đầy đủ như vị. Giá này thì gia chủ có thương lượng nhẹ cho chúng ta. Thì bây giờ em sẽ đi ra phía ngoài quay cái mặt đường phía sau cho quý vị nhé. Và đây là mặt tiền đường thứ hai của chúng ta, là đường bê tông. Đấy, mình sẽ quay ở phía ngoài cái ngôi nhà này cho quý vị bà con rõ hơn nhé. Ở xung quanh cái mảnh đất của chúng ta thì gia chủ đã rào, xây tường rào hết rồi, kín cho chúng ta rồi nhé quý vị. Ở phía sau này thì chúng ta có thể là làm một lô ở phía sau này nữa, tại vì chiều sâu của chúng ta là 68 m, đã trừ hết mốc lô giới rồi quý vị nhé. Và trên đất của chúng ta đã có 100 m đất ở thổ cư thì quá giá trị. Ở phía sau này là cái ngã tư này quý vị này, và khu dân cư cũng rất là đông cho chúng ta rồi. Ở khu vực này thì an ninh rất là đảm bảo cho quý vị bà con ở xa đến để mua
cái mảnh đất để lập nghiệp trên cái mảnh đất Gia Lai này quý vị nhé. Đấy, quý vị nào mà có nhu cầu mua đất, mua nhà, rồi mua thêm rẫy nữa thì em sẽ hỗ trợ cho quý vị bà con mua thêm một mảnh rẫy nữa quý vị nhé. Ở phía sau này, như quý vị nhìn thấy đó, dân cư khá đông đúc luôn. Và khu vực này thì nói chung đầy đủ mọi tiện ích cho chúng ta rồi quý vị. Đây, ranh giới phía sau này cũng là 6,5 m quý vị ạ. Hàng xóm của chúng ta thì rất là đông. Rồi, đến đây thì em thúc video tại đây ạ. Thì xin cảm ơn quý vị bà con rất nhiều. Mời quý vị bà con hãy theo dõi vlogcam của em để hiểu rõ hơn về dân cư và mảnh đất của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.